Câu 3, đề 7, cực chấn đại lý, biên độ của vật dao động điều hòa không ảnh hưởng đến A chu kỳ, B vận tốc, C là gia tốc cực đại và D là động năng cực đại. Thì ta có gì nhỉ? Chu kỳ được viết cơ bằng bởi công thức gì? T bằng 2π căn của L trên G với con lắc đơn và bằng 2π căn của M trên K với con lắc lò xo, được chưa? Vận tốc cực đại thì Vmax nó bằng omega A, vì thế nó ảnh hưởng đến vận tốc cực đại. Gia tốc cực đại thì Amax nó bằng omega bình A, vì thế nó cũng ảnh hưởng đến gia tốc cực đại. Ý D, động năng cực đại thì nó ảnh hưởng đến vận tốc cực đại thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến động năng cực đại rồi đúng không? Vì thế ta chọn ý A. Biên độ không ảnh hưởng đến chu kỳ. Chúc các em học tốt.